Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác ơi. Đam mê chơi cây cảnh trên bonsai và làm vườn trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay show bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác một cái hàng cưa tốt, hàng cưa gập nhá. Rất là gọn, nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì các bác quan sát trên màn hình đây, em sẽ giới thiệu chi tiết về cái phần cưa này. Thì cái trước phần giới thiệu chi tiết thì em cũng giới thiệu qua về phương thức bán hàng nhà em. Nếu mà các bác mà có nhu cầu nhá về cái cây cưa này và tất cả những dụng cụ nông nghiệp ấy, thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên. Hoặc là các bác có thể là kết bạn Zalo, bên em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho các bác. Và cái thứ ba nữa là các bác có thể là để lại cái số điện thoại ở cái phần dưới bình luận ấy, thì bên em sẽ có nhân viên tự chủ động liên hệ chốt đơn cho các bác và giới thiệu cho các bác là nhà em ship hàng toàn quốc, giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng thì các bác phải kiểm tra hàng nhé, đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì các bác không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đấy là về cái phương thức bán hàng nhà em. Còn về cái sản phẩm thì đây là cái vỏ hộp của nó này. Vỏ hộp có ghi chữ tốt nhé, cưa tốt hàng gập. Cái cưa này thì rất là bền, cũng rất là được nhiều bác ưa chuộng về cái hàng cưa này. Em sẽ bỏ bên trong ra, giới thiệu chi tiết cho bác về cái cưa. Cưa thì khi mà các bác sử dụng nhé, về thì nhận hàng thì các bác sẽ sử dụng là một cái lưỡi cưa như này. Đấy, nó gập xuống như này nhé, để đảm bảo cho các bác là nó sẽ an toàn để các bác quờ tay, không quờ tay vào đây. Còn khi mà các bác mà muốn sử dụng thì các bác gập cho em cái cưa này, lưỡi cưa này lên. Và ở đây nó có một cái đây, lẫy này. Đấy, các bác cho cái lẫy này vào và các bác sập xuống. Đấy, để đảm bảo cho các bác là cái lẫy này rất là chắc chắn nhé. Đấy, lẫy này rất là chắc chắn. Và cái thứ hai nữa là cái lẫy này nó họ nhà sản xuất họ đã căng rất là chuẩn rồi. Đấy, đảm bảo cho các bác là thẳng nhé. Đấy, các bác cầm cưa thì cái lưỡi cưa này thì em sẽ lấy thước. Các bác đợi em một chút. Cái lưỡi cưa này thì nó đây em sẽ đo trực tiếp cho các bác luôn. Đấy, về cái lưỡi cưa này nhá. Thì nó rơi vào 16 phân. Đấy, 16 phân. Và cái chiều rộng đây. Đấy, chiều rộng của nó, cái bề rộng của nó là 3 phân nhá. Đấy, về cái kích thước của cái phần lưỡi cưa. Còn là về cái chuôi cầm. Đấy, chuôi cầm này thì nó rơi vào 19 phân nữa thì tổng cái cây cưa này. Đấy, nó rơi vào 35 phân, 34 phân rưỡi về tổng cái lưỡi cưa. Đấy, cái cây cưa đây là một cái chuôi cầm màu đỏ này. Đấy, làm cho các bác là chiều cong để đảm bảo cho bác là cầm rất là tiện lợi như này. Đấy, bác cầm thì phục vụ cho bác là chơi cây cảnh cái bonsai mini ấy. Đấy, bác sử dụng cái cưa này rất là tiện lợi. Còn về cái phần lưỡi cưa này nhé, lưỡi cưa này thì ở đây thì có một cái hàng hình chữ tốt này. Đấy, đây đấy, hình chữ tốt. Đấy, hình chữ tốt in nổi đảm bảo cho các bác là cưa này cưa chính hãng của Đài Loan nhé. Đấy, lưỡi cưa này thì được làm bằng thép SK5. Lưỡi cưa làm bằng thép SK5 thì đảm bảo cho bác là sử dụng không bao giờ bị han gỉ được. Nên các bác sử dụng 5, 7, 10 năm cũng không bao giờ bảo hành cho bác là trên 10 năm không bao giờ bị han gỉ nhé. Và cái lưỡi cưa này mài rất là sắc rồi. Lưỡi cưa mài rất là sắc. Để tổng quan về một cái cây cưa. Đấy, khi mà các bác gập vào thì các bác lại bỏ em cho em cái chốt này ra. Đấy, các bác gập xuống. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, gập xuống nó sẽ gọn như này thôi. Đấy, nó chiều dài của nó thì nó chỉ 19 phân thôi. Đấy, các bác có thể là đút vào túi. Đấy, chiều dài của nó 19 phân, các bác có thể là đút vào túi. Đấy, rất là gọn nhẹ. Đấy, về cái hàng cưa thì em cũng giới thiệu cho các bác thêm một chút nữa là nhà em cung cấp rất là nhiều các mẫu cưa nhé. Đấy, các bác mà quan tâm thì các bác có thể là đăng ký kênh theo dõi em ở những video trước ấy, thì em cũng giới thiệu chi tiết về từng cái sản phẩm bên em một rồi. Đấy, về cái hàng cưa này thì em cũng báo giá công khai trực tiếp cho các bác luôn nhé, là cái cưa này nhà em đang bán với giá là 220.000. Đấy, 220.000. Và khi mà các bác mà mua hai sản phẩm trở lên thì nhà em sẽ bao cước vận chuyển nhé. Đấy, về cái hàng cưa tốt này, các bác mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Nào bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.